Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm một video clip giới thiệu quy trình thép vàng Đài Loan cho toàn bộ quý khách hàng trên toàn quốc có thể theo dõi được. Thì trong clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu quy trình dát vàng ta. Thì trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu là dát vàng Đài Loan lên bộ hoành phi câu đối gỗ gụ siêu to khổng lồ. Vâng, và vì sao chúng tôi lại gọi mẫu sản phẩm này là mẫu hoành phi câu đối gỗ gụ siêu to khổng lồ? Thì với cái tên gọi như vậy thì chúng tôi sẽ làm kích thước thông số rất là khủng. Bức hoành phi này có kích thước là dài 2,2 m và chiều rộng là 61, chiều dày 5 phân, hàng liền khối không ghép. Điều đặc biệt của bức hoành phi này là chúng tôi không làm khuôn tranh. Chúng tôi làm ván theo yêu cầu hàng đặt của khách hàng ở Hải An, Hải Phòng. Vì phòng thờ của anh rất là rộng nên anh đặt kích cỡ cũng rất là dài. Bức hoành phi là dài 2,2 m và đôi câu đối là dài 3,20 m. Chúng tôi sẽ quay bức hoành phi trước. Và đây là quy trình của những người thợ của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang dán những lá vàng Đài Loan lên phần gỗ mà chúng tôi đã cầm sơn. Nước cầm sơn cuối cùng chúng tôi phải có thời gian, bố trí thời gian chuẩn để dát những lá vàng lên, nó sẽ không bị già và cũng không bị non, vừa đủ thôi thì vàng rất là bền. Vàng Đài Loan có khác vàng ta là lá vàng Đài Loan thì lá vuông to, vuông 6 phân, còn vàng ta thì có vuông 2 phân thôi. Thì quý vị có thể phân biệt được là vàng giữa vàng ta và vàng Đài Loan. Và đây là đôi câu đối dài 3,20 m, chiều rộng 28 và dày 5 phân. Vì anh làm nhà thờ rất là cao. Toàn bộ chữ nho này mỗi bên là chúng tôi làm 11 chữ nho to. Và mỗi bên là chúng tôi làm thêm 4 chữ nho nhỏ theo như yêu cầu bản vẽ của anh. Anh đã gửi bản vẽ qua Gmail rất cụ thể cho chúng tôi rồi. Vì tôi được biết là anh là một kiến trúc sư bên xây dựng nên anh gửi bản vẽ là yêu cầu đúng như bản vẽ. Đúng như bản vẽ là câu đối này là dài 3,20 m, rộng 28 và dày 5 phân. Và đi kèm theo những chữ nho là anh có yêu cầu làm những hoa thị, nền là nền trơn. Và bộ hoành phi câu đối này là sơn then thép vàng. Trông rất là nổi, nền đen chữ vàng. Thì quý vị nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và sau khi những người thợ của chúng tôi dán lá vàng thì những người thợ sẽ dùng những chiếc chổi mini này để quét cho lá vàng ăn vào gỗ. Để quý vị có thể xem trực tiếp đây. Tôi đang phát trực tiếp tại cơ sở dát vàng của Đồ Gỗ Hiền Lanh. Trong clip trước thì chúng tôi đã quay chi tiết tỉ mỉ cái công đoạn dát vàng ta cho quý vị xem rồi. Lá vàng rất là mỏng, chỉ vuông 2 phân thôi. Nhưng lá vàng Đài Loan thì nó vuông 6 phân, to hơn, quý vị có thể phân biệt được. Những khách hàng đã đặt hàng dát vàng ta của Đồ Gỗ Hiền Lanh thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp cho quý vị xem. Vì dát vàng ta rất là nhiều công đoạn, cầu kỳ hơn vàng Đài Loan rất nhiều. Thì quý vị ở xa không xem được thì quý vị có thể xem qua video YouTube. Chúng tôi phát trực tiếp liên tục. Quý vị hãy đăng ký kênh thì quý vị sẽ cập nhật được những video mới nhất mà cơ sở đưa lên. Quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo đấy. Đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng những chiếc chổi để dậm vàng cho vàng in vào gỗ.
Và nếu nước sơn cầm làm chuẩn thì vàng sau này nó sẽ rất là bền. Chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đây. Quý vị có thể theo dõi được. Toàn bộ phần diềm là chúng tôi chạy chuyện tàu lá dắt theo theo mẫu cổ của các cụ ngày xưa. Tôi xin nhắc lại là bức hoành phi này là dài 2,2 m, rộng 6,1, dày 5 phân. Toàn bộ phần sau là chúng tôi làm 5 thang én. Và sau khi chúng tôi đã dạm vàng rồi thì chúng tôi sẽ dùng những súng hơi để phịt những cái bụi ở bên trên bề mặt bức hoành phi. Thì nó sẽ hiện ra rõ những chữ nho mà chúng tôi đã thép đây. Thì như bức hoành phi này là đơn đặt hàng của anh là yêu cầu thép thép vàng xung quanh chuyện tàu, chữ nho, mây và hoa thị. Toàn bộ phần nền là sơn then, sơn đen. Bức hoành phi của anh là 12 chữ, 4 chữ nho to và 8 chữ nho nhỏ. Chúng tôi đã làm theo đúng như bản vẽ mà anh yêu cầu đây. Chữ nho cũng là chữ nho của anh đưa ra, khác với phổ thông bình thường. Lòng ván là rộng 61. Còn quý vị có thể xem đây. Chúng tôi sẽ quay công đoạn từ A đến Z đây, từ lúc bắt đầu đưa lá vàng vào và lúc xong đây. Và sau khi xong này thì chúng tôi sẽ phủ một lớp sơn nhật lên để giữ bóng. Nước phủ cuối cùng có thể chống bụi mà nó giữ được độ sáng của vàng. Đây quý vị có thể xem được đây, chúng tôi đang vệ sinh sạch sẽ những bụi trên bức hoành phi để có thể nhìn một cách chi tiết hơn. Và đôi câu đối của anh là chúng tôi làm dài 3,2 m, toàn bộ là chất liệu là gỗ gụ. Điều đặc biệt ở đây là toàn bộ bức hoành phi là chúng tôi không làm khung, chúng tôi để một tấm ván liền luôn. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều mẫu hoành phi rồi. Thì quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể chụp hình ảnh gửi qua Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể theo từng mẫu. Vì mỗi một mẫu thì nó lại có một cái thông số kích thước riêng. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ trên toàn quốc. Và đây là chúng tôi đang trong quy trình dát vàng rất nhiều những ngai thờ, cửa võng, cuốn thư câu đối cho khách hàng đã đặt hàng. Bài vị. Đây là những mẫu ngai thờ cỡ trung. Và đây là chúng tôi khẳng định là bộ hoành phi câu đối siêu to khổng lồ từ trước đến nay, câu đối dài 3,2 m. Vâng, và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.